Thấy bãi biển bỗng xuất hiện hàng nghìn quả bóng trắng, dân làng đua nhau nhặt về rồi vô cùng bất ngờ ngay sau đó. Chỉ sau một đêm, bãi biển bỗng xuất hiện hàng nghìn quả bóng trắng và sự thật bất ngờ khiến ai cũng thích thú. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang đào cát để tìm những trái bóng trắng. Kỳ lạ thay, càng đào lại càng tìm thấy rất nhiều trái bóng tròn xoay như vậy. Sự việc khiến nhiều người dân vô cùng tò mò và thích thú, không biết bao nhiêu người đua nhau đào sâu xuống lòng cát để tìm bóng. Tuy không rõ nguồn gốc hay sự thật những trái bóng này là gì, nhưng ai cũng hồ hởi nhặt tất cả bóng đem về nhà. Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, người dân lại một lần nữa kinh ngạc khi thấy số trứng đem về nở ra hàng nghìn chú rùa con vô cùng đáng yêu. Để đẻ trứng, rùa mẹ phải bò lên bờ cát tìm nơi thích hợp như những khu vực cát mịn để đào tổ, đẻ trứng và lắp tổ xóa dấu vết. Một rùa mẹ trung bình đẻ được khoảng 80 trứng, nhưng cũng có trường hợp đẻ được hàng trăm trứng. Rùa biển có nhiều điểm rất hay và lạ, chúng luôn nhớ nơi mình sinh ra. Trước khi về với biển, rùa con thường ngoái đầu ngoảnh lại, nhìn về bờ để ghi nhận hình ảnh đầu tiên nơi chúng chào đời. Khi trưởng thành và đến tuổi sinh sản trở thành rùa mẹ, chúng sẽ quay trở lại đúng nơi đó để sinh sản ra những thế hệ tiếp theo. Cách đây không lâu, một người đàn ông 41 tuổi ở Mỹ đã câu được một con cá mình đầy lông lá sống ở hồ Michigan, vùng Wisconsin, Mỹ. Con cá kỳ lạ này trừ phần đầu ra thì toàn bộ cơ thể đều mọc lông trắng như thỏ. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có ghi chép về sự xuất hiện của loài cá đầy lông này. Vào thế kỷ 17, một người dân di cư từ Scotland sang Mỹ đã từng viết trong thư: miền đất mới này có rất nhiều con cá mọc lông trên thân. Sau đó, nội dung bức thư này được nhiều người biết đến và họ đã đặt tên cho loài cá lông lá này là Fur-Peering Trout. Về sau, những câu chuyện về loài cá có lông này ngày càng được người ta phóng đại lên. Có nhiều người nói nếu bắt nhốt loài cá này lại, chênh lệch nước và không khí sẽ làm con cá bị nổ tung và tách rời phần lông ra khỏi da cá. Có người đồn rằng loài cá này chỉ mọc lông vào mùa đông, sau đó khi nhiệt độ lên cao thì phần lông sẽ rụng hết, vì vậy người ta ít khi nhìn thấy lông của chúng. Một số khác nói rằng, sở dĩ loài cá này mọc lông là do môi trường sống của chúng bị nhiễm các chất kích thích mọc lông tóc. Rất nhiều nhà nghiên cứu động vật trên khắp thế giới đã vào cuộc để tiến hành nghiên cứu về các loài cá có lông qua nhiều thập kỷ. Theo lý thuyết thì cá không thể mọc lông, nhưng trên thực tế đã phủ nhận lại điều này bằng những con cá Fur-Peering Trout. Tuy nhiên, việc cá mọc lông không hẳn là điều tốt cho chúng vì nó không giúp con cá ấm áp hơn trong môi trường băng giá mà sẽ làm giảm khả năng bơi lội của chúng, khiến cá phải dùng nhiều năng lượng hơn khi bơi. Nhưng thực tế cũng không phải là không có loài cá có lông trên cơ thể, ví dụ như loài cá què lông ít sống trong những hồ lớn tại Mỹ. Các nhà khoa học nhận định điều khiến cá mọc lông là do một số loài vi khuẩn và nấm mốc phát triển trong cơ thể cá, rồi sau đó phát triển ra ngoài giống như lông mao trên cơ thể. Tất nhiên những con cá này sẽ bị nhiễm độc nặng và chết, trôi dạt vào bờ khiến nhiều người lầm tưởng là cá mọc đầy lông lá. Thời điểm hiện tại vẫn chưa thể xác định rõ nguyên nhân khiến cá mọc lông, nhưng loài cá Fur-Peering Trout mình đầy lông lá vẫn khiến nhiều người cảm thấy tò mò. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi truyền thuyết về dinh mộ thầy thiếm huyền bí ở Bình Thuận. Có một cặp vợ chồng không tên, không con. Khi mất, người dân đã lập đền thờ cúng. Vì không biết tên họ thật nên bà con vùng đất Tam Tân, thị xã La Ghi, Bình Thuận gọi họ bằng một cụm từ thân thiện, thầy và thím, gọi tắt là thầy thím. Nghe cái tên thật lạ, nếu những người ở phương xa như chúng tôi chỉ nghe thế thôi đã không hiểu gì. Dinh mộ thầy thím trở nên huyền bí vô cùng đối với những người con của vùng đất cát Bình Thuận. Lần theo những biển chỉ dẫn liên tục cắm dọc đường, dinh thầy thím hiện ra trong sâu hun hút tận cuối con đường. Khác với vẻ hoang lạnh phía ngoài, dinh thầy thím ấm nóng,
bởi những làn khói hương phảng phất trước và sau dinh. Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng thì thầm khấn vái của người dân đã làm nên một nét tâm linh huyền hoặc mà ấm cúng. Tiếng sang sảng của các bô lão kể về nguồn cội dinh thầy thím. Ngày xưa ở Quảng Nam, có một đạo sĩ giàu lòng nhân ái, võ thuật hơn người, thường có những nghĩa cử cao đẹp được dân làng mến mộ. Vì bị nhà vua xét xử oan ức nên đạo sĩ cùng vợ phiêu bạt vào phương Nam lánh nạn. Tam Tân, một vùng quê xa xôi và trù phú, trở thành nơi dừng chân cuối cùng của vợ chồng đạo sĩ. Và cũng từ đây, những truyền thuyết đức độ của vợ chồng đạo sĩ được lòng dân hết mực ca ngợi. Họ gọi vợ chồng đạo sĩ là thầy thím. Thở thiếu thời, thầy vừa cần mẫn dùi mài kinh sử, vừa tầm sư học đạo, nuôi chí giúp đời. Việc lớn chưa thành thì thầy gặp đại tang, cha mẹ thầy cùng lúc qua đời. Thầy ở lại quê nhà cùng vợ chịu tang bậc sinh thành và sống những ngày tháng lam lũ khổ cực. Làng quê thầy thím nhiều năm liền bị hạn hán mất mùa, đời sống của nhân dân cơm không đủ no, nước không đủ uống. Thương nhân dân, thầy lập đàn khấn nguyện. Trời đang trong xanh, bỗng sấm chuyển ầm ầm, mưa như trút nước, cây cỏ hồi sinh. Một lần trong ngày hội đầu năm, dân làng mơ có một mái đình khang trang để thờ phụng thành hoàng. Như cảm thông với nỗi khát khao của những tấm lòng thành kính, đêm hôm ấy, gió mưa dữ dội, chớp giật trung chuyển cả đất trời, báo trước một điềm lạ. Quả nhiên, khi trời yên đất lặng, mọi người thấy ngôi đình mới tọa lạc ngay giữa làng, thay thế ngôi nhà lá cũ rách. Dân làng kinh ngạc rồi reo hò vui mừng. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì tin loan đến triều đình. Triều đình tố thầy dùng phép đánh cắp đình, âm mưu gây bạo loạn. Nhà vua gia ân cho thầy được chọn ba trọng tội: xử trảm, uống thuốc độc hoặc tự thắt cổ. Thầy xin một tấm lụa đào và chọn hình thức sau cùng. Kỳ lạ thay, khi tấm lụa đào vừa vào tay, thầy múa xong một bài, cũng là lúc tấm lụa biến thành rồng, nâng thầy và thím bay bổng lên không trung. Từ đó, thầy và thím cư ngụ tại làng Tam Tân, dưới lớp áo của người xa quê đến lập nghiệp. Truyền thuyết về thầy thím kể rằng, ở vùng đất mới, cuộc sống của thầy thím cũng như bao người dân bần hàn, kham khổ khác. Vợ chồng thầy ở trọ trong nhà ông hộ hai. Ngày ngày, vợ chồng thầy làm các nghề đốn củi, đóng ghe, bốc thuốc chữa bệnh cho người. Có điều lạ là lúc nào bên thầy cũng có một quả bầu khô. Một hôm, nhân lúc thầy vào rừng đốn củi mà quên đem theo quả bầu, chủ nhà tò mò lấy ra xem, bỗng lửa phục ra, thiêu rụi cả căn nhà. Sau khi làm lại căn nhà mới cho ông hộ hai, vợ chồng thầy chuyển vào ở hẳn trong rừng để tránh điều tiếng. Tuy nhiên, ở xa nhưng danh tiếng của thầy vẫn lan rộng. Người dân trong vùng tìm đến, nhờ thầy chữa bệnh, bày cho cách làm ăn. Ngày nay, người ta vẫn chưa thể lý giải và khẳng định về những huyền bí xung quanh truyền thuyết dinh thầy thím. Bí ẩn cả một thời lịch sử trở thành một giá trị tinh thần, niềm tin thiêng liêng vào nhân nghĩa tâm linh. Đặc điểm nổi bật của việc thờ cúng ở dinh thầy thím là sự kết hợp hài hòa giữa nét tín ngưỡng miền Trung với niềm tin cháy bỏng của dân miền biển Tam Tân này. Huyền thoại về thầy thím còn lưu truyền mãi trong dân gian, ý nghĩa và giá trị của đạo lý lẽ phải. Ông Văn Công Sơn, trưởng ban quản lý dinh thầy thím, người có thâm niên nhiều năm gắn bó và hiểu hơn người về sự thật thầy thím, kể lại những câu chuyện có thật ngay tại làng Tam Tân này. Thầy thím qua đời sau một đêm mưa giông bão bập bùng trong căn nhà ở rừng sâu. Sau khi thầy thím qua đời, để tưởng nhớ công lao và đức độ của thầy, dân làng chúng tôi đã lập đền thờ thầy thím và lấy cho cất mộ cho vợ chồng thầy ở Bào Cát. Hiện nay, mộ thầy thím cách dinh chừng 2 km, trong một rừng bạch đàn bao bọc, ngăn sự xâm hại của cát mỗi khi gió thổi. Dân làng cất dinh quay mặt ra hướng đông, nhưng sáng sớm hôm sau thì lại thấy mặt đền quay về hướng tây. Mọi người ngạc nhiên không tưởng. Khi ấy tôi cũng được chứng kiến cảnh tượng lạ này, và quả thật điều ấy đã từng xảy ra ngay tại đây. Ông Sơn giải thích rằng thầy thím là những con người thật, cuộc sống thật, chứ không phải là bậc thành hoàng cai quản một vùng đất. Người dân thờ cúng thầy thím là để biết ơn công đức những việc thầy làm giúp ích cho dân cho nước, chứ không phải một bậc thánh thần huyền bí nào. Chúng tôi tìm đến khu mộ thầy thím ở Bào Cát để tìm hiểu thêm về bí ẩn sự tích này.
Hai chõm cát được đắp thành hình ngôi mộ nằm kề nhau. Phía trước là bàn thờ với khói hương nghi ngút, một cảm giác thâm nghiêm khi vào chốn thâm u của lăng mộ. Những đợt gió không ngừng thổi làm ngọn cây bạch đàn va chạm vào nhau xào xạc. Tương truyền rằng hai chõm cát trắng ấy được thú rừng vuông đắp thành mộ ở gần nơi thầy thiếm tạ thế. Xưa kia, hàng năm cứ đến ngày mồng 5 tháng giêng âm lịch, người ta lại thấy có đôi bạch hắc hổ thường xuyên về tảo mộ, phủ phục gần đó canh gác cho ngôi mộ. Đã nhiều năm nay, khu vực này luôn được bảo tồn chăm sóc. Dân làng Tam Tân luôn ý thức và tâm niệm tuyệt đối vào đức tin của thầy thiếm. Một điều chúng tôi cảm thấy ấm lòng là sự tôn sùng vào nhân nghĩa của dân làng nơi đây trở thành nét đẹp về lối sống và nhân cách mỗi con người.